Chào mừng bạn đã đến với tập game của Anti-Stress Party ngày hôm nay. Và tôi sẽ chơi Gay Run, Scary Imposter, Ice Cream Friend cùng số game khác. Mời bạn đón xem. Một cháu đã bay xác. Easy. Sao cháu? Bứt xa khoảng cách luôn, mấy con kia không thể nào đuổi được. Ôi, sao viên này xa thế? Mày lấy... Tiếp theo, Scary Imposter. Anh mình nhớ lắm. Đây. One of these days the world will be free for these stupid kids. Đổ nước vào tai nghe xong xoay nó. Tôi không biết là mình phá cái tai nghe này đâu. Thôi rửa té thôi. Thank you.
cái nhá. I have planned a special performance for you kids. Hang around and don't forget to clap. Chọn ván nữa đi. Chọn ván bên này. Nôm sweet nôm đi. Tính nữa không cùng lắm thì cũng phải mua. Này còn nôm xấu xí đây rồi, còn mỗi cái băng dính thôi. Khả năng phải linh hoạt rồi, thôi mua cho lành. Mỗi cái băng dính, có những băng dính còn đắt hơn cả súng bắn đinh ạ. À ma thế nhở. Mà hình như ở đây có băng dính mà. Oh shit. Phí hoài, phí hoài. Tiếp nha. Ice cream friend.
Mình sẽ đi sạc pin cho cục pin này đã. Đó. Pin đã được sạc đầy. Rồi thì ra chỗ bản vẽ thôi và lắp nó vào. Đủ đi nhầm hướng. Sorry. Thằng này nhà thông thái à, kiếp chế tạo được cả súng này thì ghê rồi. To teach me. Why are older people so serious? Ugh. When I grow up, will I be bald and fat too? Ugh, yuck. Will I be someone important? I hope so. Sometimes I try to remember who my mother was, but I can't remember anything. Oh. Ok, thằng em tiếp theo, GTA Vice City. Ok, vào việc luôn. Okay, bro. Oh. Đường tắt mà. Ôi sao lại nằm nữa? What the fuck? Thank you.
What the fuck? Mày đừng ăn cứt rồi. Mày ghét chính á. Mẹ nó. Ngủ thế chứ mẹ. Đủ má. Ngu thật. Ồ, 2 sao rồi à? Mẹ nó. Fuck. Sao mất tiêu rồi? Ê, thằng kia đứng lại cái. Mượn. Xa thế. Get the fuck out here. Thôi xem đường nào, cứ đi thẳng vậy. The fuck, sao lại đứng rồi trong đấy ta? Đang đánh gôn hay sao á? Chích tịch em. Mình chơi số rồi con ạ. What the fuck? Cuộc gọi tiếp theo. Airport terminal. Ok, game tiếp theo này, Friday Night. Free mode thì có gì khác với story mode nhỉ? Bắt đầu nha.
Xin nghỉ chìa khóa nào. Đến nơi chưa ta? Ôi, bị lag à? Ui, đỉnh vãi. What the fuck? Ngắn mạch. Cháu này, hai cháu này, ba cháu này, tập phơ này, tham quá không lại nha. Tiếp theo horrible và bận mạng rồi. Ơ, mất tiếng à? Ô, có súng ở đây à? Súng tạm. Ô, lag à? Game lag vãi nồi.
Pen gun legendary và color luôn. Vậy nó xuất hiện rồi. Má. Nó gần đây lắm rồi sao á? Phước ở ngoài à? Di chuyển liên tục nếu không muốn bị sick. Đây không có gì hả? À đâu, ở đây là phòng mình hồi sinh ban đầu mà. Bắt đầu cuộc chơi mà. Thôi, thủ trong nhà này thôi. Vãi, thằng nào để bắt đây? Còn mấy người đây? Cả mình nữa là 4 người. Rồi đi là tao. The fuck? Nhớ ổn rồi. Fuck. Đùn chó cắn hôi kìa. Tìm tiếp nha. Chơi hết rồi. Ô, cái này chưa mở. I'll punch the heck out of this snowman. And you'll be next. Run away, you miserable kids. Thank you.
bẫy ở đây á. Tiếp đi. Thời gian quá.
Cuối cùng